Quốc vương Qatar đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Liban, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập một nhà nước Palestine tại hội nghị thượng đỉnh EU-GCC. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU-GCC lần đầu tiên diễn ra vào hôm qua tại Bruxelles, Bỉ, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã kêu gọi ngừng bắn trong các cuộc chiến của Israel ở Gaza và Liban, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền và độc lập tồn tại song song với nhà nước Israel. Theo quốc vương Qatar, cuộc chiến do Israel tiến hành tại Gaza và Liban đã biến tội ác chiến tranh thành điều bình thường và cộng đồng quốc tế cần có giải pháp cho vấn đề Palestine, trong đó lệnh ngừng bắn tại Gaza sẽ là bước đầu tiên trước các vòng đàm phán về một giải pháp chắc chắn cho vấn đề Palestine. Hội nghị thượng đỉnh EU-GCC nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và 6 quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trên nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng và an ninh. Các cuộc xung đột tại Gaza và Liban cùng nguy cơ xảy ra chiến tranh khu vực rộng lớn hơn cũng là chủ đề được quan tâm hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Tiếp tục các hành động được cho là sự thách thức trắng trợn luật pháp và công luận quốc tế. Hôm 16 tháng 10, quân đội Israel một lần nữa bị cáo buộc nổ súng tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Liban. Tuyên bố chính thức trên mạng xã hội X chiều qua của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban UNIFIL cho biết, một xe tăng Merkava của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã bắn vào một tháp canh của UNIFIL tại một vị trí ở gần thị trấn Kafr Kela, phía nam Liban hồi sáng qua. Cuộc tấn công khiến hai camera giám sát bị phá hủy và tòa tháp canh bị hư hại. UNIFIL khẳng định đây là hành động tấn công trực diện và có chủ ý rõ ràng nhằm vào lực lượng này. Truyền thông Israel tối qua đã dẫn lại tuyên bố của UNIFIL về cuộc tấn công, trong khi quân đội nước này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Kể từ khi triển khai bộ binh tiến đánh lực lượng Hezbollah ở Nam Liban đêm 30 tháng 9, quân đội Israel nhiều lần bị cáo buộc nổ súng tấn công trực tiếp vào phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khiến nhiều binh sĩ bị thương. Các cuộc tấn công của Israel đã vấp phải sự lên án và phản đối gay gắt của dư luận quốc tế, đặc biệt là các quốc gia cử lực lượng tham gia phái bộ. Mới nhất, trong cuộc họp trực tuyến do Pháp và Italia tổ chức ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng 16 nước châu Âu có quân nhân tham gia UNIFIL đã kêu gọi gây áp lực chính trị và ngoại giao tối đa lên Israel để ngăn chặn việc tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Iran hôm 16 tháng 10 khẳng định việc Mỹ triển khai tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD đến Israel chỉ là đòn tâm lý chiến và hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào trên thực địa. Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp chính phủ Iran ở thủ đô Tehran sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tướng Aziz Nasirzadeh nhấn mạnh tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ vừa được triển khai đến Israel không có gì là mới mẻ và trước đây đã từng được triển khai. Vì vậy, động thái triển khai này thực chất chỉ là một phần của cuộc chiến tranh tâm lý, không phải là vấn đề gì đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Iran đồng thời khẳng định những đe dọa tấn công trả đũa mà giới chức Israel đưa ra thời gian qua cũng không đáng lưu tâm. Tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, Iran phóng khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công hàng loạt cơ sở quân sự tại Israel. Cuộc tập kích nhằm đáp trả các vụ ám sát của Israel nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của các phong trào Hamas, Hezbollah, cũng như chính các tướng lĩnh cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Giới chức Israel nhiều lần khẳng định sẽ tiến hành đòn tấn công trả đũa khốc liệt và khiến Iran phải hối hận vì cuộc tập kích chống Israel. Đáp lại, giới chức Iran cũng cảnh báo sẽ tiếp tục giáng thêm những đòn chí mạng chống Israel nếu quốc gia Hồi giáo tiếp tục bị tấn công. Đơn cử trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran. Ông Araghchi nhấn mạnh Iran đang dốc toàn lực bảo vệ an ninh và hòa bình tại khu vực, nhưng cũng đồng thời hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc tấn công trả đũa quyết định và khiến kẻ thù phải hối tiếc nếu bị Israel tấn công. Sau khoảng một tuần tạm dừng chiến thuật, ngày 16 tháng 10, không quân Israel bất ngờ mở lại các cuộc không kích dữ dội vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Thông tin ban đầu cho biết, một quan chức cấp cao trong hội đồng chính quyền địa phương Liban đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo giới chức Liban, không quân Israel đã thực hiện tổng cộng 11 cuộc không kích vào khu vực Nabatie ở phía nam thủ đô Beirut hồi sáng nay, đánh dấu đợt oanh tạc trở lại đầu tiên của không quân Israel vào ngoại ô phía nam thủ đô của Liban sau khoảng một tuần. Thống đốc tỉnh Nabatie, ông Hoai Datuk cho biết các cuộc tập kích của Israel đánh trúng một tòa nhà của chính quyền tỉnh Nabatie khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có thị trưởng Ahmad Kahin. Ông Hoai Datuk gọi đợt không kích của Israel là một cuộc thảm sát.
Trong một tuyên bố chiều nay, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận đã tiến hành không kích một số vị trí thuộc Nabatieh, song không đề cập số phận của thị trưởng Ahmed Kahin. Tại mặt trận Nam Liban, lực lượng phòng vệ Israel cho biết hải quân nước này đã tham chiến bằng việc khai hỏa vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở mạn Tây để yểm trợ cho sư đoàn 146 đang tác chiến tại đây. Mục tiêu pháo kích của hải quân Israel sáng nay gồm có các bệ phóng tên lửa, kho chứa vũ khí và công sự của Hezbollah. Tuy nhiên, IDF không nói rõ đây có phải là lần đầu tiên hải quân Israel tham gia hỗ trợ chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Liban hay không. Quân đội Israel mở chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Liban đêm 30 tháng 9 nhằm mục tiêu xóa sổ các cơ sở của Hezbollah tại khu vực dọc biên giới Israel-Liban. Trước khi đưa bộ binh vào Liban, không quân Israel tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh mũi tên phương Bắc, đánh phá hàng trăm mục tiêu ở cả khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut. Các cuộc tấn công kết hợp của quân đội Israel vào Liban trong hơn 3 tuần qua đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường, và buộc khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bên cạnh đó, IDF bị cáo buộc nhiều lần nổ súng tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Liban, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ tại khu vực và trên toàn thế giới. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố vừa loại bỏ một chỉ huy Hezbollah ở miền Nam Liban, giữa lúc nhóm vũ trang Hồi giáo thân Iran tiếp tục phóng tên lửa tấn công xuyên biên giới. Báo Time of Israel trích dẫn thông cáo của IDF cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 30 quả tên lửa từ Liban vào các khu dân cư ở miền Bắc Israel hôm 16 tháng 10. Mặc dù hệ thống phòng không của Israel đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó, nhưng một số tên lửa đã gây ảnh hưởng cho vùng Galilee. Nhà chức trách Israel thống kê, một ngôi nhà tại thị trấn Mada Al-Krum của người Ả Rập ở miền Bắc đất nước đã bị tên lửa nhắm trúng. 4 người bị thương nhẹ do các mảnh đạn văng trúng và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Galilee. Sau đó trong ngày, IDF thông báo đã tiêu diệt Mustafa Hariri, một chỉ huy quân sự của Hezbollah trong một cuộc không kích ở miền Nam Liban. Tel Aviv cáo buộc Hariri chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động khủng bố chống Israel. IDF khẳng định đã loại bỏ ông ta cùng các chỉ huy Hezbollah khác đang quản lý hỏa lực pháo binh và hỏa lực chống tăng của nhóm trong khu vực. Trong khi đó, Hezbollah cho biết các chiến binh của nhóm ở miền Nam Liban đã giao tranh với binh lính Israel ở cự ly gần làng Al-Qaza ở miền Nam Liban. Tuy nhiên, Hezbollah không đề cập đến tổn thất của nhóm trong sự cố.